tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có hàng chục ngàn hành khách, chủ yếu là du khách của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, đã làm thủ tục rời khỏi Đà Nẵng. Mặc dù trong hành trình du lịch của du khách còn những ngày lưu lại tại thành phố Đà Nẵng, nhưng trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nên các công ty lữ hành đã làm thủ tục đưa du khách trở về điểm xuất phát. Đà Nẵng sẽ thực hiện một đợt giãn cách xã hội, thì mình được các công ty du lịch là động viên mình sẽ thực hiện rời khỏi Đà Nẵng theo yêu cầu của thành phố và trở về khai báo y tế tại địa phương. Thì tôi cảm thấy rất là lo. Thì trong thời gian khi mà phát hiện có ca nhiễm mới thì chúng tôi luôn tuân thủ là những cái biện pháp cách ly là chỉ ở trong nhà. Tâm lý của du khách thì vẫn còn hoang mang, nhưng mà được sự trấn an cũng như là chúng tôi nắm rõ thông tin từ thành phố và các cái thông tin những trang báo chính thống để chúng tôi trấn an và giúp đỡ khách hàng. Chúng tôi đã chia sẻ với khách hàng và kết thúc chương trình thì khách hàng cũng mong muốn được trở về sớm hơn, bởi vì họ trong tâm trạng lo lắng là sợ sẽ về địa phương bị cách ly. Cục hàng không sẽ cấp phép tăng chuyến cho các hãng với số lượng tối đa, mục đích là để chở khách rời Đà Nẵng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng hãng hàng không Vietjet tăng cường 15 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và hỗ trợ hành khách thay đổi lịch trình đi lại. Hành khách rời khỏi thành phố Đà Nẵng đều thực hiện khai báo y tế bắt buộc trên trang điện tử và kê khai bằng giấy tại sân bay.